clip. Quất bưởi dừa thơm hồng chuối xoài, chuối hồng dừa thơm xài bưởi quất, chuối xài bưởi dừa bưởi thơm hồng, quất chuối thơm dừa hồng quất xoài, bưởi quất chuối thơm xài quất chuối, bưởi xài bưởi thơm quất chuối hồng, xài quất bưởi chuối quất bưởi hồng, dừa quất xài dừa thơm quất bưởi chuối xài bưởi thơm xoài, dừa quất bưởi dừa quất chuối hồng, thơm quất bưởi chuối bưởi dừa thơm, xài chuối thơm dừa bưởi quất chuối hồng, dừa xài thơm bưởi chuối thơm, xài thơm bưởi thơm chuối dừa thơm. Hồng chuối xoài, nãy giờ thấy để ý quất quá trời luôn á. Hồng chuối hồng quất chuối quá trời chuối gì trời. Quất chuối xoài, quất chuối xoài, xài nhiều quá trời. Chuối dừa xoài, quất chuối hồng, chuối xoài, quất xoài chuối. Hồng dừa chuối quất chuối quất chuối. Cái này cho nó có vậy. Xài thơm bưởi thơm dừa quất, xài thơm bưởi chuối quất xoài thơm dừa. Xoài thơm dừa hồng bưởi chuối, xoài thơm dừa hồng bưởi chuối quất chuối quất bưởi thơm dừa hồng xoài, bưởi hồng bưởi chuối dừa hồng xoài bưởi chuối quất xoài thơm quất hồng dừa thơm xoài. Đó. Em nha, phụ trai em nha. Quá nhiều chuối luôn á. Không. Cái gì mà? Mấy trái thơm mới trái đồ mới mệt nha. Thơm. Trái chuối vẫn còn em nha. Rồi. Quất quất chuối dừa nha. Thơm gì tùm lum. Em thấy quất với chuối nhiều. Anh ơi, ít rồi nè. Ừ. Anh ơi, sau khi đi dừa. Em đến trái dừa tới 24 lần. Sau khi chúng ta nghe lại một lần nữa, chúng ta biết mình đang ở vị trí nào thì chúng ta sẽ có một cái lượt ở đây là lượt trao đổi. Ai muốn đổi da thì mời. Niêm không? Niêm, niêm. Đi đem, đi đem. Đi đem, đi đem, đi đem. Ôi dẹp đi. Niêm gì vậy? Em. Đổi đi, niêm đi. Em gì vậy? Em gì vậy? Em là chuột thơm. Đừng có niêm, đừng có niêm. Đừng, 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 đừng. Anh nói em nghĩ là hai người này không có sự lựa chọn mà mình đi với ta không phải. Của chị ổn lắm á, chuối của chị ổn quá trời. Ổn chuối ổn hả? Ổn luôn hả? Chị ổn hả? Chị ổn hả? Chị dừa có 24 trái à? Có 24 trái dừa à? Ít đó. Nèm à? Đợi, đợi với chuối không? Anh đợi không? Thôi anh ơi, anh suy nghĩ kỹ đi. Suy nghĩ kỹ đi, chuối nãy nhiều lắm. Cái chuối này không thơm đâu. Cái chuối này không thơm đâu. Hai cái này, hai cái nó ổn định. Hai cái đó ổn định. Đợi không? Đợi không? Dữ luôn. Kêu tên em đã không à? Suy nghĩ lại rồi, phải có chính kiến. Em không có chính kiến. Mỹ Nhân, đổi đi. Em thấy quất nhiều quá à. Đổi với mình là... Không, cái này ít nhất á. Thấy không, ít nhất thì cũng chết. Thì đó, Mỹ Nhân đổi đi. Thấy quất, 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 quất nhiều lắm. Quất dừa thôi nè. Quất dừa. Quất dừa. Quất dừa. Quất dừa. Cứ là quất chuối thơm dừa, quất chuối thơm dừa là đi đôi á. Trời ơi. Có bưởi nữa nè. Có bưởi. Bài lỡ nhiều lắm. Bài đổ mà. Thôi đổ đi. Em muốn đổi không? Em nửa này nửa kia. Thôi giữ đi. Thôi giữ đi. Nhân thấy sao? Nhân Nhân với Ngọc thấy sao? Đổi không? Không đổi anh. Không đổi. Giữ. Giữ đi. Giữ. Giữ. Okay. Như vậy là không ai đổi cả. Dạ. Duyên của mình rồi. Ai hài lòng số phận chứ tôi biết ai ra đi rồi đó. Hãy xem thời của ai sẽ tới. Chúng ta sẽ biết sau vài phút giải lao. Chuối chắc còn trăm mấy. Trăm mấy luôn hả? Chuối chắc còn trăm mấy. Chuối này có thơm không ta? Em quá trời. Chị nhưng mà chị, giờ của ai đi giữ đi. Như vậy là không ai đổ cả. Dạ. Duyên của mình rồi. Ai hài lòng số phận. Vâng. Chứ tôi biết ai ra đi rồi đó. Sao linh cảm? Sao cái nhạc không, cái gì hữu đăng mượn. Cái gì vậy? Mượn cái gì vậy thôi? Em đem theo có đúng cái quần này mở ra là vừa luôn á. Dừa ok quá trời. Sao để đầu? Tại nãy nằm vị trí đây. Trái dừa này hồi nãy nghe rất là nhiều nhưng mà thực ra nó không nhiều đâu. Đúng đúng, chứ vừa vừa lắm gì vừa. Vừa lắm. Vừa phải đó. Vừa. Vừa 26. Ồ các bạn ơi. 26 ngon á. Ngon á. Ổn ăn, ổn ăn, ổn á. Ổn, ok ok. Em tin anh, em tin anh. Cái nhạc này nó làm em căng thẳng quá. Ờ. Ma quá. Trái bưởi. Em bưởi em à. Nãy giờ ôm quá chịu. Không chịu, rất khoát không chịu. Anh này đếm rồi đúng không ạ? Không, không đếm luôn. Anh hên xui mà. Trái bưởi rất là em luôn. Em quá trời. Đây
là một trong những trái mà rất là tốt cho sức khỏe. Tốt năm cho roi. Sức khỏe thôi chứ trong chương trình thì không tốt đâu. Mà trong cuộc đời mình quýnh một roi là đã sưng rồi. Quýnh tới năm roi làm sao mà đi đứng ngồi được. Quá trời quá đất. Cái bữa chúng ta thấy trên hình rất là nhiều đúng không? Thiên Vương là nãy được lựa chọn vị trí số mấy? Số 5 và chọn trái bưởi. Phải chưa bưởi 36 hiện nhiều lắm đang rồi. An toàn đó, vẫn an toàn. Ủa xuất hiện nhiều chọn chi vậy? Còn lựa chọn nào nữa đâu kệ. Mà nãy kêu nêm không nè. 26 giờ 36. Ôm khư khư. Giờ mình đang ăn giữa đó mình an toàn á. An toàn rồi. Mượn trái chuối nè. Em. Em à. Em. Chuối chắc còn trăm mấy. Trăm mấy. Chuối em có trăm mấy chị. Bé rồi. Em nhớ nó nhiều lắm. Trăm mấy. Thiên Vương số bao nhiêu? 36. 36. Quá em, an toàn đầu tiên đó chính là Buka. Nãy nêm không nêm, giờ đứng phụng phiệu. Biết là nêm rồi. Biết đâu. Buka hiện tại đã an toàn. Thôi mở cái này không đi Giang ơi. Cái hồng đi. Để hồi hộp quá. Yên tâm mở đi. Mở luôn đi. Yên tâm đi. Cái này có thơm không ta? Em quá trời. Chị nhưng mà chị, giờ của ai đi giữ đi. Anh chỉ còn chờ em đó, anh Nghi là chết. Không, không anh luôn. Quýt nhiều lắm. Vừa phải. Chuyến này vậy mua salabat cho ông bà. Ôi trời. Đây, mượn trái xoài của Lê Minh nào. Sai mình cuối vậy ta. Biết gì hồi nãy đổi với đặt rồi. Xoài. Có ai vững tin anh ơi. Cái xoài. Ở trong clip chúng ta thấy hình ảnh rồi. Cái âm thanh nó làm mình bị nhiễu. Chứ thật sự ra có những trái nó rất là ít. Thấy không? Cái xoài. An toàn luôn. Cái thơm này thúi rồi. Anh muốn ăn đâu đây? Đây. Anh muốn ăn đâu đây? Cái thơm này thúi rồi. Anh muốn đang đứng đầu nè. Chưa anh ơi, chưa còn nè. Còn nè. Ghê quá hả? Còn trái thơm có thúi rồi. Trái thơm này thúi rồi. Em xếp ghế sẵn cho anh ngồi đi. Trái thơm. Tụi em chuẩn bị lên trao phương miệng nha. Ngọc chuẩn bị chưa? Trái thơm. Ghê lắm rồi, nghe ít nhất rồi. Ham 8, 30. Đây, riêng trái quất lại đây. Trái quất này nó quất rồi. Lên đứng luôn, khỏi mở. Quất rồi hả? Quất nhất là... Đó, vị trí đó là ít nhất á. Ủa? Mở ra luôn. Bây giờ chỉ có anh với em thôi đó, anh với em. Em hãy tự quyết định số phận của mình đi.